khá nổi tiếng nha, trước giải phóng luôn, trước năm 1975 luôn đã có khách sạn này. Đó, nhìn du khách nước ngoài này, như đi giữa khung cảnh của đường phố Paris ha. Ồ, chụp hình cưới gì vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái máy ảnh luôn. Chụp hình cưới mà 10 cái máy ảnh luôn. Quá trời máy ảnh vậy. Chụp hình cưới gì sao nhiều vậy trời. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú, anh chị và các bạn cùng em dạo quanh một các đường phố tại trung tâm Sài Gòn để xem như thế nào. Vào lúc này gọi là 3:30 chiều anh chị. 3:30 chiều. Đây là đường Mạc Thị Bưởi nha anh chị. Bây giờ các mặt bằng kinh doanh cũng đã nhộn nhịp hơn xưa rất là nhiều sau đại dịch Covid-19 anh chị. Thì bây giờ mặt bằng kinh doanh nhộn nhịp trở lại rồi. Đường phố ở trung tâm Sài Gòn bây giờ rất là sạch đẹp, với những cái thương hiệu thời trang, rất là nhiều du khách nước ngoài đến với trung tâm Sài Gòn vui chơi giải trí ăn uống cũng như là nghỉ ngơi, cũng rất là đông. Bây giờ 3:00 chiều thì không có du khách nhiều ở ngoài đường, nhưng mà theo nhận định đánh giá của em thì rất là đông anh chị. Đó, bên kia là khách sạn Hương Sen, một trong những khách sạn khá lâu đời tại trung tâm Sài Gòn. Em cũng gửi đến cô chú anh chị nha. Đó, chúng ta đi dạo theo từng tuyến đường góc phố, băng qua cái đường này đi, băng qua đường Đồng Khởi. Đây là tuyến đường Đồng Khởi đi về ngay chỗ của nhà thờ Đức Bà nè anh chị. Đây là nhà khách sạn nhà hàng Hương Sen, có hàng quán kinh doanh cũng rất là nhộn nhịp, đặc biệt là những cái thương hiệu của những cái trung tâm thời trang lớn. Đó, tình hình xe cộ vào lúc 3:30 chiều. Đó, du khách Nhật, du khách nước ngoài này, bán đồ lưu niệm. Đây là đường Đông Du. Đông Du nè anh chị. Đó, bọc qua đường Đông Du đi. Đó, đường Đông Du ngay mặt tiền của khách sạn rất là nổi tiếng. Đó, khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây là khách sạn Sheraton. Một trong những khách sạn rất là nổi tiếng. Đó, mặt tiền khách sạn Sheraton ngay đường Đông Du nè anh chị. Rất là cao. Bên đây là những cái nhà hàng của người Hoa. Đó, người Hoa ghé đây ăn rất là nhiều. Đó, đây là đường Đông Du nha anh chị, ngay mặt tiền của Sheraton. Ngay khách sạn Sheraton thì taxi đậu rất là nhiều. Đây là Sài Gòn Hotel. Cho thuê mặt bằng anh chị. Cho thuê mặt bằng. Đây là Sài Gòn Phở 39. Rất là nhiều cái món ngon. Món ngon đặc sản của Việt Nam ở trung tâm để dành cho du khách anh chị. Cho du khách ăn uống thưởng ngoạn. Đó, đây cũng thi công mặt bằng nè. Thật sự mình ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu mình ra trung tâm Sài Gòn đó anh chị. Ra trung tâm Sài Gòn thấy nhiều cái nhà hàng rất là món rất là độc đáo luôn. Đây nhà hàng Ấn Độ nè. Món ngon Ấn Độ nè. Rất là nhiều cái nhà hàng mà mình với những cái món ăn. Món ăn mình mới thấy lần đầu luôn á. Tại vì chắc là quê mùa quá anh chị. Lâu lâu gọi là nông dân là phố sao. Đây có ngư phồn ăn cũng rất là ngon. Kế bên Hokkaido, món Nhật. Phía trước là giao lộ giữa Hai Bà Trưng nè anh chị.
Hai Bà Trưng và Đông Du. Đó, hướng này ra Hai Bà Trưng rẽ phải thì ra ngay chỗ vòng xoay Đức Thánh Trần Đạo nè anh chị. Vòng xoay Đức Thánh Trần Đạo. Đó, đi ngược lại nha. Ngược lại phía sau của nhà hát thành phố anh chị. Đó, đường Hai Bà Trưng là một trong những tuyến đường có mặt bằng gọi là đắt đỏ, mà nó nói chung ở trung tâm, mà trung tâm thì chỗ nào cũng đắt đỏ hết chị. Mặt bằng gọi là trăm triệu một tháng đó nha. Rất là nhiều cái thương hiệu. Gọi đến anh chị nhiều năm xa quê không lại về lại Sài Gòn cũng nhìn ngắm lại hàng quán, kinh doanh, đời sống kinh doanh buôn bán của bà con. Đây giống như Trung Quốc cho anh chị, giống cái chùa tượng Tần Thủy Hoàng đó. Đường phố nha, trên có cái nhà thôi kìa, cao ốc không rồi thì có nhà ở dưới cho thuê mặt bằng, ở trên cái nhà sập sệ kìa anh chị, đó không, giữa trung tâm đường Hai Bà Trưng không, có nhà ở trên sập sệ chưa, không có xây lại luôn. Ở dưới là Usagi 44 Hai Bà Trưng anh chị, ở trên còn ở dưới cho thuê mặt bằng. Ở đây là Hai Bà Trưng quận nhất anh chị. Trung tâm của những trung tâm luôn, trung tâm Sài Gòn. Đi khách này. Khách đi bộ. Đây là giao lộ giữa đường Đông Du và đường Hai Bà Trưng anh chị. Đông Du và Hai Bà Trưng. Ở đây là công trường Lam Sơn nha anh chị. Công trường Lam Sơn. Ngay mặt tiền của khách sạn Calavel, một trong những khách sạn rất là sang trọng. Công trường Lam Sơn có cái công viên ở giữa. Đó, đây là những cái khu vực khách sạn năm sao được không? Mời anh chị lãng đãng xung quanh trung tâm, đi bộ xung quanh trung tâm Sài Gòn nhé. Đây có xe đạp nè, xe đạp cho thuê để chạy. Khách sạn Calavel, Calavel Hotel. Khách sạn khá nổi tiếng nha, trước giải phóng luôn, trước năm 1975 luôn đã có khách sạn này. Quá đẹp. Calavel Hotel. Đường phố Sài Gòn rất là đẹp. Rất là đẹp anh chị. Như đi giữa phố thị Paris đó, nhìn du khách nước ngoài này, như đi giữa khung cảnh của đường phố Paris ha. Đó, dân đại gia này, ngồi uống cà phê đó, trong Calavel đó, anh chị, dưới đường phố Paris đó. Đây là nhà hát thành phố nè, ở chỗ này chụp ảnh cưới với chụp hình rất là đẹp luôn. Nhưng là làm mấy album cưới đó. Đây là nhà hát thành phố. Quá đẹp, kiến trúc từ thời Pháp anh chị, đẹp lắm. Đó, đây là chụp hình cưới nè, chụp hình cưới nè anh chị. Đó, cặp đôi quá xinh tươi anh chị ạ.
center luôn. À, đây cũng phải đồ chụp hình cưới gì vậy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cái máy ảnh luôn. Chụp hình cưới mà 10 cái máy ảnh luôn. Quá trời máy ảnh vậy. Chụp hình cưới gì xong nhiều vậy trời. Quá đẹp. Hay là đang hướng dẫn học viên á. Hướng dẫn học viên chụp hình. Cái cặp rất là đẹp luôn, chắc hướng dẫn học viên quá. À, hướng dẫn học viên chụp hình. Quá đẹp luôn. Chắc hướng dẫn học viên chứ đâu, 10 máy ảnh dữ à. 10 máy ảnh chụp luôn. Đó, bên đây mới chụp hình cưới nè. Bên đây mới chụp hình cưới nè. Đẹp. Ô, cái xe đẹp thế. À, chụp hình cưới cái xe đẹp quá. Đó, trước nhà hát thành phố nè anh chị. Đó, đây mới là đúng studio nè, studio chụp hình cưới nè. Quá đẹp. Quá đẹp anh chị. Bây giờ trung tâm Sài Gòn nè. Trung tâm Sài Gòn đẹp quá. À, đây chụp hình cưới nè. Đẹp chưa? Cô ấy quá đẹp. Đây chắc hướng dẫn chụp hình cưới quá. Ok, đi đi nào. Rồi. Xong nữa. Rồi, ok, giơ tay chỗ này để cái tay cô dâu lên nào. Giơ tay lên rồi, ok, xoay một vòng nào, xoay nào, xoay nào, xoay, xoay, xoay. Đó, đó là cách của người tương tác. Đúng không? Được không? Xoay là lấy được không? Ok. Đây là đi đi ra phố đi bộ. Đó, những cái trung tâm thương mại nè bây giờ nè, những cái kiến trúc ngày xưa anh chị. Kiến trúc ngày xưa quá đẹp luôn chị. Đúng không? Bây giờ trung tâm Sài Gòn em tưởng đâu đứng giữa phố thị Paris á anh chị. Đó, những chiếc xe cổ nè chụp hình nè. Cũng gửi đến anh chị nha, những đường phố tại trung tâm Sài Gòn. Lúc này cũng gần hơn 3 giờ rưỡi buổi chiều rồi. Với những cái tòa nhà, với những cái kiến trúc thời Pháp. Mời anh chị cô chú nhiều năm xa quê chưa về lại Sài Gòn cũng nhìn ngắm những cái hình ảnh về trung tâm Sài Gòn, đường phố Sài Gòn vào những cái buổi chiều thơ mộng. Thôi video về trung tâm đường phố Sài Gòn cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.